thân về tịnh độ. Cái gì đồng phật, giờ này đã đến giờ nghe pháp, xin cung thỉnh đại đức Thích Nhuận Hóa chia sẻ bài pháp thoại về pháp môn niệm phật cho mọi phật tử ở nơi đây. Cái gì đồng phật, xin mọi người lắng nghe. Kính thỉnh chư tôn đức, chúng ta chắp tay cùng Phật cầu gia đình. Nam mô
cái phiền não mình còn nhiều như vậy, làm sao mình đưa bạn đồng tu? Nhưng mà Phật nói là cái luật hòa ở trong nhà Phật đó, nếu mà mọi người có thể học được thì chỉ cần 4 người thôi, đó cũng là đạo tràng. Đạo tràng cư sĩ 4 người cũng là một đạo tràng. Đạo tràng nhỏ nhưng mà đạo tràng này đầy tình thương ở trong đó. Đạo tràng này nếu chấp Phật tu tập thì những người đó đều được Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Nên đó, bây giờ Nhẫn Hóa thấy đến đạo tràng này mới thấy là tuy là đạo tràng nhỏ chứ thực sự không phải nhỏ đâu, đạo tràng lớn đó. Vì tâm của mọi người ở đây ai cũng muốn về Tây Phương Cực Lạc mà, giữ nếp lục hòa yêu thương nhau, đó phải thật sự là đạo tràng lớn trong nhà Phật. Nên thành ra cứ mình cứ nghĩ là đạo tràng phải lớn mới được. Cái lớn chỉ là con mắt mình nó nhìn thấy thôi. Phật thì trọng bằng cái tâm, không có trọng cái hình tướng ở bên ngoài. Bây giờ mấy cô, mấy bác đây có đẹp cỡ nào đi chăng nữa, hay là mấy cô, mấy bác ở đây, hay là mình xấu, mình lùn, mình lé đi chăng nữa, thì Phật vẫn trọng tâm của mình, trọng con người này. Chứ không phải là người này giàu có, người này đẹp, thì tôi quý. Còn người kia xấu quá thì tôi không quý. Nhà Phật không có cái quan niệm đó. Chúng ta phải hiểu rõ ràng. Nhà Phật đã nói đạo Phật là đạo từ bi mà. Có đạo nào mà từ bi mà còn phân biệt? Nên thành thử ra là đạo Phật, trên nguyên lý của đạo Phật, đó là dùng từ bi mà hóa độ chúng sanh. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Ban vui đó chúng sanh, cứu khổ chúng sanh. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chúng ta học Phật, mỗi ngày chúng ta cùng nhau niệm Phật. Nhẫn Hóa nghe nói là đạo tràng mình cũng có những cái khóa tu mà chị em cùng nhau mà niệm Phật rất là an lạc, nên Nhẫn Hóa thấy đó là điều rất là tốt mà chúng ta cần phải duy trì cùng với nhau. Giờ giả sử ở trong đây có một bạn đồng tu mình lớn tuổi phải ra đi, thì những người còn lại phải có trách nhiệm, đó là chúng ta đến và chúng ta trợ niệm, đó là tình thương với nhau. Mà ngày hôm nay mình phải nhớ rằng trong nhà Phật có luật gọi là nhân quả, mình gieo nhân mình mới có thể hái quả. Ngày hôm nay mình đi hộ niệm cho bạn đồng tu, mai mốt mình nằm xuống mới có người hộ niệm cho mình. Chứ ngày hôm nay mình nói là gì, mai mốt tôi nằm xuống là có người hộ niệm cho tôi, mà bản thân mình mà không đi hộ niệm cho bạn đồng tu mình thì làm sao được người khác trợ niệm cho mình. Nên cái nhân quả nó chi phối, là bản thân mình phải tu nhân thì bản thân mình mới có được cái quả báo tốt được. Đối với phương pháp niệm Phật thì Ngài Thiện Đạo Đại Sư hay là Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân cũng có nói, đó là chúng ta dùng tín nguyện hành để mà chúng ta niệm Phật. Thứ nhất là tin có A Di Đà Phật ở phương Tây. Thứ hai là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thứ ba đó là hạnh ở đây chính là hành trì. Nhưng mà Đại Sư Hữu Ích nói trong yếu dạy của Di Đà, đó là người đạt lòng tin phải có 6 đức tin, đó là tin sự, tin lý, tin tự, tin tha và tin nhân và tin quả. Phải có 6 đức tin này mới thành tựu được. Ngày hôm nay bản thân mình là tin có Đức Phật A Di Đà, nhưng mình không tin mình được vãng sanh thì cái lòng tin này là không đúng, lòng tin này không hợp lý. Tin có Đức Phật A Di Đà và tin mình có thể về Tây Phương Cực Lạc được, đó mới là lòng tin chân thật, gọi là tin sự và tin lý. Bản thân mình tự thực hành được an lạc rồi đem cái sự an lạc đó giúp đỡ cho người khác, gọi là tự hành và hóa tha để mà giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn ở bên ngoài. Bây giờ mọi người thấy chứ, nhiều lúc bản thân mình á, ngày hôm nay mình học Phật thì mình thấy được cái sự đó là an lạc của hàng ngày. Nhưng mà có nhiều người họ không biết Phật Pháp, khi mà họ khổ đau rồi thì họ không có chỗ để họ bám víu. Hầu như sanh ở thế gian này thì không ai là không khổ cả, ai cũng có cái khổ. Nhưng mà hầu như là khi mà họ khổ rồi họ không có chỗ mà họ nương tựa. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay có một cái chỗ nương tựa, đó là gì? Đó là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là cái chỗ mà chúng ta nương tựa. Nên cái điều mà hòa thượng, như chư vị hòa thượng có nói rằng, người mà khổ nhất ở thế gian này là người không biết đến Phật Pháp, người khổ. Tại sao mà họ khổ?
vì khi mà họ bệnh hoạn, họ có những cái việc buồn và những cái việc khuất mắc mà họ không biết giải tỏa đâu, người này mới là người khổ này. Còn người mà niệm Phật đó, thì họ không khổ như vậy, vì hàng ngày họ nghe pháp, tức là nghe những gì mà Phật nói trong kinh và đọc kinh hàng ngày, cũng như là họ niệm Phật hàng ngày. Khi họ buồn á thì họ hóa giải được. Nếu mà ai niệm Phật càng lâu á thì mình thấy là gì, là bản thân mình ngày hôm nay mình sân đúng không, mình đọc kinh lâu ngày, mình niệm Phật lâu ngày, tự nhiên có người khác họ đến, họ nói những cái điều không tốt về mình, tự nhiên trong lòng mình vui, mình hoan hỷ, mình bỏ qua. Tự nhiên trong lòng mình đó là tự nhiên là bỏ qua cho họ mà vô điều kiện. Đó là tác dụng bởi mà chúng ta có thể mà niệm Phật. Khi mình niệm Phật là sẽ được những điều mà đối với bản thân mình, tâm mình đó là chúng ta khắc phục được những tập khí của mình. Mà Phật nói là gì? Tâm tham, sân và si, tham lam, sân hận và si mê, đó là những cái tập khí của mình. Và khi mà người niệm Phật thì họ sẽ đạt được những cái công phu thích. Cuối đời thì được về tới phương cực lạc, nhưng ở thế gian này là họ sống rất là hạnh phúc. Nên cái người học Phật là phải người là sống hạnh phúc. Quý bà con cô bác thật sự người học Phật là người hạnh phúc, vì mỗi ngày họ được niệm Phật nên họ hạnh phúc. Còn bản thân mình ngày hôm nay niệm Phật mà không hạnh phúc, hay là mặt mày tối thui, vậy là bản thân mình phải xem lại mình niệm Phật như thế nào mà để như vậy. Có nhiều cách niệm Phật vào thời đại ngày hôm nay, nên Nhật Hóa thấy được cái điều đó, nên Nhật Hóa cũng nhắc nhở đại chúng, chúng ta niệm Phật chúng ta phải y cứ theo lời tổ để mà chúng ta hành trì. Vì các ngài là những người đi trước hướng dẫn mình và mình đi theo. Vì bây giờ nhiều đạo tràng lập về pháp môn niệm Phật khác nhau, nhưng có đạo tràng đó là chân chánh, nhưng có đạo tràng thì tu tập nhưng mà không y theo lời của tổ, tổ sư. Chúng ta biết á, Phật cũng như là chư tổ á, thì các ngài là những người có kinh nghiệm và các ngài là những người đi trước. Đối với chúng ta là ngài là người đi trước, nên khi là ngài là người đi trước rồi, ngài hướng dẫn thì bản thân mình á, là mình phải thực hành theo những cái gì mà các ngài hướng dẫn thì chúng ta mới được cái lợi ích. Giống như bản thân Nhật Hóa thấy bây giờ nhiều đạo tràng lập nên, nhưng mà cái cách tu hành nó cũng không có giống như những gì mà Phật nói trong kinh. Có lúc thì cười, có lúc tại vì có lúc bị cười thì tối ngày cười gì đó, cứ niệm Phật rồi cười, niệm Phật rồi cười. Đây là những cái điều mà Nhật Hóa nhắc đại chúng. Ở đây nếu chúng ta, bản thân chúng ta biết và Thượng Tịnh không có nói, nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta cười thì chúng ta đang bị ma hoan hỷ nhập thân. Nếu bản thân chúng ta niệm Phật mà chúng ta khóc, chúng ta khóc lóc tối, ngày nào chúng ta niệm Phật chúng ta cũng khóc, vậy là ma bị thương nhập mình rồi. Thì niệm Phật, có nhiều người khi bắt đầu tiếp xúc với Phật Pháp, đọc kinh Vô Lượng Thọ hoặc là kinh điển của Phật hay là niệm Phật, thì lúc ban đầu thì chúng ta cảm xúc, vì đó là cái lần đầu tiên tiếp xúc với Phật Pháp, chúng ta cảm động và chúng ta khóc, nước mắt chúng ta có thể chảy, cái đó là thiện căn. Nhưng mà nếu ngày nào cũng như vậy, vậy là chúng ta có vấn đề, đó là bị ma dựa. Mà Ấn Quang Đại Sư nói, nếu mà bản thân mình niệm Phật mà không chân chánh, mong cầu một cái thứ thần thông cảm ứng thì sẽ bị ma dựa phát cuồng. Và khi ma dựa rồi thì người khác có cứu mình cũng không được, tại bản thân mình là ham thích những cái thần thông, những cái cảm ứng đó quá. Nhưng mà học Phật đặc biệt một điều, cảm ứng ở đâu? Cảm ứng ở cuối đời mình về Tây Phương Cực Lạc mới chân thật là cảm ứng. Ngày hôm nay bây giờ mình có thấy Phật, mình thấy Phật hiện ra, hay là mình nhìn hào quang hình ánh sáng đi chăng nữa, nhưng mà cuối đời Phật không hiện ra, vì thì bản thân mình cũng không có vé về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhất định là những cái cảm ứng, những cái gì thật sự tu hành thì sẽ có đó, sẽ có những cái cảm ứng. Nhưng mà những cái cảm ứng đó chúng ta nên nguyện với Phật để cuối đời mình thấy nó sẽ tốt hơn. Bản thân mình có thể thấy qua, nhưng mà nếu mà mình phô trương, mình khoe khoang khoác lác thì bản thân mình là đang bị ma nhập,
vì học Phật không phải học trên những cái mà quan niệm giống như Hòa Thượng Tịnh Không nói, đó là bản thân mình nếu thấy những cái hình ảnh đó và mình tự cho mình giỏi, lúc đó mình ngã bạn lên thì bản thân mình đã lạc vào lưới ma rồi. Nên cái người niệm Phật á, họ cứ hàng ngày họ chăm chỉ niệm Phật thôi. Giống Hòa Thượng Hải Hiền á, ở đây các cụ có ai nghe Hòa Thượng Hải Hiền chưa, xem video chưa? Ai xem Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi bản sanh giơ tay thử coi. Cũng còn ít người nghe quá, nên mọi người chịu khó có thể là đạo tràng mình á, đây là những khóa khuyên khi mà chúng ta tu tập á, nhà ai á, có cái tivi á, mở lên và cho mọi người coi những đĩa đó là video tự tại bản sanh, nhất là Hòa Thượng Hải Hiền, để mà chúng ta thấy được sự bản sanh của Hòa Thượng, thì từ đó chúng ta sanh khởi cái tính tâm nó sẽ tốt hơn. Vì sao? Vì Ngài là người đi trước. Cả cuộc đời của Ngài là gì? Là một lão nông dân, Hòa Thượng đó. Nhưng mà lúc nào Ngài cũng gì? Ra trồng bắp, rồi trồng khoai lang, rồi cứ niệm Phật vậy thôi. Vậy mà cuối đời của Ngài biết trước ngày giờ vãng sanh, thậm chí đến trong 112 tuổi, không bệnh hoạn gì hết. Đến canh ba còn niệm Phật xong đi luôn. Mấy cụ thấy thích không? Ở đây thì chúng ta cũng là lão nông thôi chứ gì, đúng không? Hòa Thượng nói thích đó thì Ngài chỉ là một ông lão trường trai mà thôi. Hòa Thượng, tuy là Hòa Thượng, Ngài không có nói cao siêu mầu nhiệm gì hết, và cả cuộc đời hành trì đơn giản, chỉ đối với cái gì 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà hành trì thôi. Ngày hôm nay đạo tràng mình không biết là niệm 4 chữ A Di Đà Phật hay là 6 chữ, nhận hóa cũng không biết. Nhưng mà trong Ấn Tổ có nói là 4 chữ là không thiếu và 6 chữ chẳng thừa. Nên thành ra ai niệm 4 chữ cũng được, niệm 6 chữ cũng được, cũng không sao cả. Đó là lời Tổ nói. Mà Tổ sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát nói. Đại Thế Chí Bồ Tát thân cận Phật A Di Đà đã nói rất rõ, vì danh hiệu là 4 chữ, là A Di Đà Phật, còn Nam Mô là quy mạng, là cung kính hướng về. Nhưng mà đến lúc mà mình nằm xuống á, thì thật sự quý bà con có bạn 4 chữ còn khó mà niệm, huống gì 6 chữ. Nên bây giờ chúng ta thực tập niệm để là chuẩn bị đến lúc lâm chung của mình, để mình quyết một cái trận gọi là sanh tử cuối cùng để về Tây Phương Cực Lạc. Nên hàng ngày chúng ta phải huân tập. Nên người xưa nói là rất sợ lúc lâm chung nghiệp thức nó mê man, nên thành thử ra là khi còn ở tại thế gian này thì cố gắng niệm Phật cho thật là tốt, kiên trì niệm Phật. Bây giờ phương pháp niệm Phật mình nó không có khó rồi, bây giờ mình đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật được. Thậm chí là bây giờ mình ở nhà, mình làm công việc trong gia đình, mình cũng có thể niệm Phật được rồi, chứ không phải là khó khăn gì hết. Đối với những pháp môn khác thì bắt buộc mình phải đòi hỏi có những cái điều kiện, giống như nguyện của Đức Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc, Ngài có nguyện rằng người nào mà hành sâu vào tam muội thì sẽ sanh về đó là Đâu Xuất, nội viện Đâu Xuất. Mà chúng ta biết là Hòa Thượng nói là năm tam muội còn gọi là chánh định, sự tam muội là A-la-hán, là lý, là Bồ-Tát. Vậy thì có những cái pháp môn cũng của nhà Phật, nhưng mà đòi hỏi cái điều kiện thì chúng ta là những bậc, phải là những bậc thượng căn, nghe phải ngộ liền, còn nghe mà chưa ngộ là không được. Nên đối với pháp môn niệm Phật này thì dễ mà chúng ta hành trì, thật sự là dễ nhất đó, đó là đi đứng nằm ngồi chúng ta đều có thể niệm Phật được. Nhưng mà có điều là chúng ta có chân thật hay không, có già dặn và có đặt nền móng của mình niệm Phật hay không. Giống như bây giờ có một cái người mà họ thích ăn bánh mì, có người thì lấy tờ giấy ra rồi vẽ cái ổ bánh mì cho giống, rồi có người thì đi mua bột rồi tự tay nặn ra cái bánh mì đó, nặn ra cái bánh đó rồi đem đi nướng lên. Thì quý bà con cô bác, thì người vẽ có ăn được không? Người vẽ ổ bánh mì ăn được không? Vẽ thì không ăn được, nhưng mà chính bản thân mình nặn bánh,
nặng nặng bột rồi nướng mình mới có thể ăn được. Chính bản thân mình phải làm mình mới ăn được. Pháp môn tịnh độ cũng như vậy. Nếu mà ngày hôm nay niệm Phật bắt chước người ta niệm thì giống như là bánh vẽ vậy đó. Thấy người ta niệm mình cũng bắt chước mình niệm theo, nhưng không có nội hàm, không có thực chất. Còn cái người mà họ biết rồi, họ niệm bằng cái thực chất. Thực chất là gì? Là một đời này họ muốn về thế giới cực lạc, muốn ra khỏi cái sự khổ đau ở thế gian này, không muốn ở thế gian này nữa, và nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà để về tây phương cực lạc. Đó là nội hàm. Người này nương vào bổ nguyện của Phật A Di Đà để về tây phương cực lạc, đó là thực chất. Còn nếu mà chúng ta thấy người khác tu, thấy người khác niệm Phật, bản thân mình cũng bắt chước người ta niệm Phật nhưng không có thực chất thì bản thân mình không được vãng sanh. Thì bản thân mình đâu có phát nguyện đâu, làm sao vãng sanh? Cho dù mình phát nguyện đi chăng nữa, nhưng trong tâm mình thật sự là không có sự tha thiết, mong mỏi thì bản thân mình cũng không được về. Nên hình ra là bản thân mình đọc kinh Vô Lượng Thọ, mấy bác thấy phẩm 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà trong phẩm thứ 6 đó, mỗi lời nguyện của A Di Đà Phật là đều vì chúng ta cả. Tại vì chúng ta Phật biết rằng chúng sanh cõi này khổ, thời gian không có nhiều, thọ mạng của họ sống cao lắm là gì? Là 100 tuổi. Và bây giờ mấy ai sống được 100 tuổi thì các bác biết rồi. Nhưng mà Phật nói gì? Thọ mạng của người Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ. Và Phật nói người ở cõi này là thọ mạng ngắn ngủi, có 100 năm đi, cho dù người đó sống cao là 100 tuổi. 100 tuổi mà thoáng qua thì cũng như là phút chốc thôi. Giống như các bác đây là hiện tại bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình nhìn lại những cái gì mà lúc trước của mình đó, từ lúc sanh ra đến bây giờ thì mình mới thấy là gì? Nó giống như là chớp mắt vậy. Bây giờ cũng già rồi thì mình biết là một ngày nào đó mình phải ra đi. Nhưng mà mình vẫn ngẫm nghĩ lại thì nó giống như một chớp mắt vậy. Đức Phật hay thương xót mình ở cõi này là thọ mạng ngắn ngủi, không thể nào mà tu hành một đời này mà chứng quả được. Bản thân mình không phải bậc thượng thượng căn, và đời này để chứng quả thì không được. Nên Đức Phật A Di Đà thương xót chúng sanh trong ba cõi, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đều phải chi phối bởi đó là thọ mạng ngắn ngủi, đều phải đến lúc đó là gì? Đó đến lúc là sanh và cuối cùng gì? Đối với người là gì? Sanh lão bệnh tử. Đức Phật nói chúng ta sẽ có sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết. Hiện tại bây giờ thì có nhiều người sanh ra nhưng không chưa đến già mà bệnh mà chết mất tiêu rồi. Nên tùy phước phần của mỗi người. Nếu ngày hôm nay chúng ta còn thọ mạng, ngày hôm nay các bác sống lớn tuổi, sáu mấy tuổi như thế này đều là thọ rồi, đó là điều phước lớn rồi trong nhà Phật rồi. Nhưng mà gì, cũng cao lắm thì vài chục năm nữa thì chúng ta đi. Nhưng nói vài chục năm nghe cũng khó đúng không? Nay bệnh nhiều quá, nhiều lúc mình bệnh nhiều quá, cái mà để mà vài chục năm cái đó khó vô cùng. Nên Đức Phật là một người, phải nói một vị là tâm lý học, biết được rằng chúng sanh ở cõi này để họ mà miệt mài mà để mình mà tu những pháp môn khác để mà họ được vãng, để mà họ thành Phật thì họ không có Phật. Đức Phật A Di Đà cũng vì thấy chúng sanh khổ nạn như vậy nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói ngài thịnh với thế gian tự tại phương Như Lai. Ngài muốn kiến lập một cảnh giới mà cảnh giới này không có khổ đau, và để có thể đem hết tất cả chúng sanh để về cảnh giới đó thì bạch với thế gian tự tại phương Như Lai. Lúc bấy giờ thì ngài cho thấy cho phát tại tỳ kheo, đó là thấy được 210 ức cõi Phật. Thì thấy những tất cả những cái cảnh giới của tất cả những chư Phật đó, rồi Pháp Tạng Tỳ Kheo mới thấy và ngẫm nghĩ và tìm cách để khi kiến lập cảnh giới Phật của mình, cảnh giới này không có khổ đau. Vì có những cảnh giới của chư Phật vẫn có khổ đau. Giống như chúng ta biết là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật ở thế giới Ta Bà này của chúng ta thì cõi này vẫn có chúng sanh khổ đau, vẫn có gì? Súc sanh. Thấy dễ nhất là súc sanh. Và Phật nói là địa ngục
ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, cõi ta bà này thì đầy đủ hết. Nhưng mà súc sanh thì chúng ta dễ nhìn thấy vì nó khổ hơn con người mình nhiều, nên chúng ta nhìn thấy ở chỗ này. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà là Pháp Đại Tỳ Kheo thấy được điều rằng nếu mà cõi Tây Phương Cực Lạc mà còn có những chúng sanh chịu khổ như vậy thì họ tu hành cũng không thể nào thành Phật. Nên thành thử ra Ngài xem tất cả cảnh giới của chư Phật và lựa chọn tinh tí ở những cõi nước đó và lựa ra những cái điều tốt đẹp nhất, nên kiến lập thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có ba đường khác, chính là không có địa ngục, ngạ quỷ và không có loài súc sanh ở trên đó. Và tất cả những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, như Ngài lời của Đại sư Thiền Đạo, đó là khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì họ sẽ chứng được là ngôi vị đó là Bồ Tát Bát Địa. Bồ Tát Bát Địa, đây là những vị Bồ Tát khi về Tây Phương Cực Lạc là Bồ Tát. Tất cả những năng lực và thần thông của họ đều là nhờ A Di Đà Phật mà gia trì. Chúng ta thấy nếu ngày hôm nay chúng ta học Phật mà chúng ta có thọ mạng vô lượng thì bản thân mình mới có cơ hội mà thành tựu. Nhưng mà bản thân mình ngày hôm nay thọ mạng ngắn ngủi quá, sống chưa đầy 100 năm là mình phải ra đi rồi. Nên thành thử ra là bản thân mình làm một cách, đó là gì? Di dân về Tây Phương Cực Lạc, lấy Tây Phương Cực Lạc là nơi để chúng ta tu hành, dùng Tây Phương Cực Lạc để chúng ta tu hành. Ở trên đó còn gọi là nơi để chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứng. Chư thượng thiện, những bậc thượng thiện khi sanh về, những người sanh về Tây Phương Cực Lạc sẽ trở thành những vị mà thượng thiện nhân. Vì họ về Tây Phương Cực Lạc là họ trở thành Bồ Tát, họ tu hành để đến ngày họ thành Phật mà thôi. Còn ở cõi này sau này sẽ có gọi là hội Long Hoa, thì con người sống đến 84.000 tuổi, 84.000 tuổi thì đó vẫn là thọ mạng ngắn đối với Phật. Về Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ, vậy mà chúng ta không muốn, chúng ta muốn cầu về cõi nào đi chăng nữa, đa phần chúng ta nghĩ đến cái sống hiện tại ở thế gian này, nhưng mà ít ai nghĩ đến lúc mà mình ra đi thì mình đi về đâu. Ở đây quý bà con cô bác chúng ta thấy đó, chúng ta gần biển, chúng ta thấy nhất là ở đường xá hồi xưa Nhẫn Hóa, còn thời đi học, thấy nơi nào mà tai nạn, cái địa điểm mà tai nạn giao thông đó thì thường thường là một giống người ta gọi là cái hẻm, cứ một năm là cái chỗ đó bị lầm, thấy đa phần như vậy. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta thấy trong kinh Phật cũng nói, và những vị mà gọi là họ thấy được, họ cũng nói là khi người đó họ mất đó rồi, họ ở đó rồi, là họ sẽ lôi kéo những cái người khác đến cùng địa điểm đó và chết cùng với họ, gọi là hương linh, họ sẽ mất ở cái nơi đó. Vậy thì chúng ta biết là gì? Việc mà Đức Phật nói đó là người khi chết rồi vẫn còn linh hồn thì đó là sự thật. Thật sự cũng có rất cũng có người họ thấy những cái phần mà người đã quá vãng rồi rất là nhiều, và những rất là nhiều những câu chuyện cho thấy là khi chúng ta ra đi mà bỏ bán thân này, chúng ta vẫn còn, đó là gì, vẫn còn đời khác nữa, chứ không phải chỉ một đời này, một kiếp này không đâu. Không phải là chết là hết đâu, chết không phải là hết. Người nào mà mày nó chết là hết, đó là họ chưa hiểu, họ chưa chết. Đến khi họ chết rồi, lúc đó họ mới thấy sợ và quá muộn rồi. Nên thành ra chết không phải là hết. Chết rồi bắt đầu chúng ta tùy theo cái nghiệp lực. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói đến lúc lâm chung của mình thì tùy theo nghiệp lực của mình tạo thiện tạo ác ở thế gian này, bắt đầu cân đo đong đếm trong 49 ngày. Để mà gì? Để coi phước đức của người này. Nếu người này có phước thì họ đầu thai lại cảnh có phước. Nếu người này hàng ngày tạo ác nghiệp, ngộ nghịch cha mẹ, hay là làm buồn sống thân, phá hòa hợp tăng, hay là phỉ báng chánh pháp, làm những cái điều trọng tội, hay là giết người, hay là làm những việc đó, thì khi mà chết đi rồi thì những cái nghiệp ác đó sẽ dẫn dắt người này đi xuống, giống như nhang vậy. Nhang nhẹ thì bay lên, nặng thì rớt xuống. Tàn nhang nặng thì rớt xuống, mà nhẹ
giống như khói thì bay lên, giống như vậy cái nghiệp lực của mình đến lúc lâm chung cũng vậy. Nhất là người mà đạo tràng ngày hôm nay chúng ta cũng có nghe cư sĩ Diệu Âm rồi, chúng ta sẽ biết và chúng ta cũng đang thực tập đó là hộ niệm để mà cùng mà trợ duyên cho nhau, thì cái điều này chúng ta phải quan tâm. Đó là gì? Đến lúc lâm chung của mình thì tất nhiên là oan thân trái chủ nó tìm đến mình rồi. Trong kinh có nói, nhất là trong kinh Địa Tạng nói vấn đề này, người đến lúc lâm chung họ sẽ thấy gì? Ông bà cha mẹ hiện ra và đưa người này đi. Nhưng mà đó phải ông bà cha mẹ mình không? Không phải. Đó là oan gia trái chủ mình, họ hiện thân, họ biến thành những người thân thuộc mình để đưa mình vào tam ác đạo. Tam ác đạo còn gọi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, đưa mình xuống những cái cảnh giới khổ đau đó. Nên thành thử ra là khi mà đến lúc cái người mà họ chuẩn bị, họ bệnh nặng rồi, chuẩn bị họ ra đi, thì ai hộ niệm nhiều sẽ thấy chỗ này. Hoặc là ai có người thân mình ra đi sẽ thấy, lúc đó họ thấy ông bà, thấy cha mẹ, thấy những người thân thuộc đến, họ kể cho mình. Mình phải khuyên họ hãy niệm Phật và đừng để ý đến những cảnh giới đó nữa. Đó là những cảnh giới không tốt. Trong kinh Địa Tạng đó là những oan gia trế trụ biến hình thành ông bà cha mẹ mình để đưa cái thần thức người đó vào tam ác đạo. Nếu lúc bấy giờ mà được ban hộ niệm và được sự khai thị của trưởng tràng trong ban hộ niệm hoặc là bất kỳ một thành viên nào, tại vì đâu phải lúc nào cũng có một vị đại diện ra, có đôi khi là sẽ không có ai hết, chỉ còn có vài người đồng tu, thì chúng ta cũng làm việc này. Thì chúng ta biết mà, chúng ta biết bản thân mình phải thực hành, mình nhắc nhở liền để người này giữ vững chánh niệm, để lúc lâm chung của họ nhẹ nhàng họ niệm Phật mà họ ra đi. Nên mà nếu mà bản thân mình ngày hôm nay mà niệm Phật tốt rồi thì để lâm chung của mình ra đi nó sẽ nhẹ nhàng hơn là để bây giờ mình không chịu niệm, đến lúc ngắt ngáp rồi mới niệm Phật thì cũng uổng công lắm. Nên bây giờ mình cố gắng mình thực hành từ cái thời khắc này đi. Trong hồi xưa có một vị hòa thượng ở trong mấy điệu xét thanh, vị hòa thượng này gọi là hòa thượng Bí Ngô. Vị hòa thượng này là thích ăn bí đỏ, hòa thượng này thích ăn bí lắm nên gọi hòa thượng là hòa thượng Bí Ngô. Thì hòa thượng đi ra chợ, ngày nào cũng đi ra chợ, mà đặc biệt nha, ra chợ không mua gì hết, mua mình trái bí vậy đó, mua bí đỏ về ăn thôi. Ngày nào cũng vậy, đi ra chợ nhưng không mua gì hết, chỉ mua bí. Mà hòa thượng thì là một vị đó là chuyên để niệm Phật. Lúc bấy giờ thì có một vị huynh đệ, gặp một vị huynh đệ thì hòa thượng mới nói là 3 tháng nữa vào cái ngày đó, giờ đó tôi về với Phật là A Di Đà, ông huynh đệ tôi thôi, ông đến ông tiễn tôi đi. Cái huynh đệ nghe thấy vậy cái là huynh đệ về, và đúng 3 tháng sau đến gặp hòa thượng. Thì lúc bấy giờ thì đến gặp hòa thượng, hòa thượng ủa sao bữa nay ông đến đây vậy? Cái hòa thượng Bí Ngô đấy, tại sao ông đến đây vậy? Vị hòa thượng đó nói, ủa ông kêu tôi đến, bữa nay ông bản sanh mà. Bữa nay ủa tôi quên mất, thôi để tôi vào tắm rửa để tôi về với Phật. Thế là ngày vào tắm rửa thay quần áo, và ngày gì? Ngày ngồi ngày xếp bằng ngày về với Phật. Các cụ thấy hạnh phúc không? Biết trước ngày giờ đó là tự tại bản sanh mà. Cả ngày luôn, ngày nào buổi sáng ngày cũng ra chợ, ngày mua, ngày đi chợ nhưng không mua gì, mua mình bí đỏ. Đó là biểu pháp cho chúng ta. Đó là gì? Ngày đi dạo vòng chợ nhưng trong tâm không có tham chấp gì hết. Không phải là giống như mình bây giờ ra chợ thấy cái này mua, thấy cái kia mua, mua này chút ít, mua kia chút ít. Không phải. Người ta cũng đi chợ nhưng mà là người ta tu, còn mình đi chợ là mình mua đồ về ăn, nó khác nhau. Nên khi mà ngài thực tập niệm Phật và đến cuối đời của ngài là gì? Tự tại, biết trước ngày giờ rồi. Huynh đệ còn đến, ủa ông nói giảng sanh mà sao bữa nay tôi đến thăm mà thấy ông còn đứng yên nguyên vậy? Cái này ủa gì hả? Để tôi vô tôi tắm rửa tôi đi, tắm rửa xong vậy là ngồi đi thôi. Nếu mà các cụ ở đây biết trước ngày giờ vãng sanh như vậy thì quá tốt rồi. Mà nếu không biết ngày giờ vãng sanh như vậy thì cố gắng bây giờ chịu khó niệm Phật đi, niệm Phật thật tốt đi, để mà đến lúc lâm chung mình vãng sanh. Những bậc, những chư hòa thượng và các ngài còn phải niệm Phật để về với Phật mà. Thì mình ngày hôm nay cũng phải bắt chước các ngài mà về với Phật chứ.
những vị cư sĩ tại gia niệm Phật vãng sanh cũng không phải là ít đâu. Người cư sĩ niệm Phật có đứng vãng sanh, có ngồi vãng sanh, tự tại vãng sanh, báo trước ngày giờ vãng sanh. Nên thành thử ra là ngày hôm nay á, các bác ở đây có nhân duyên các thầy đến ghé thăm đạo tràng mình, rồi chia sẻ đôi lời Phật pháp để sách tấn mình trên con đường mà mình tu tập pháp môn tịnh độ. Tuy là thời gian gặp nhau không có được dài, nhưng như đó là mọi người cũng cảm nhận được cái tình cảm các thầy dành cho mọi người. Thật sự các thầy cũng xem như quý bà con cô bác đây cũng giống như là người thân mình vậy. Thì các bác ở đây có nhiều bác còn lớn tuổi như mẹ Nhân Hóa vậy, nên thành ra Nhân Hóa rất là tôn kính đối với các bác ở đây. Chỉ mong mỏi có thể là lần này gặp mọi người, chứ có biết rằng lần sau gặp được nữa đâu. Không biết là nhân viên nó sẽ như thế nào, nhưng mong mỏi rằng nếu ở đây chúng ta không gặp nữa thì chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta là người một nhà ở trên Tây Phương Cực Lạc. Mọi người đồng ý không? Ở đây chúng ta không gặp nhiều nữa, không có nhiều lúc không có cơ hội nữa. Có các bác lớn tuổi như thế này rồi thì chúng ta đâu biết được chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chúng ta di dân về trên đó là một đại gia đình ở Tây Phương Cực Lạc. Đó là một cái điều mà hạnh phúc nhất mà bản thân, riêng bản thân Nhận Hóa cũng mong mỏi tất cả quý Phật tử, quý bà con, cô bác ở đây gắng cố gắng và tinh tấn niệm Phật. Nhất là gì? Cố gắng hành trì, đừng có bỏ pháp môn tịnh độ này. Thật là đời này gặp là khó vô cùng, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ thì càng khó hơn trăm ngàn điều khó nữa. Rất nhiều người không tin pháp môn tịnh độ này, nhưng mà những người tin thì họ vãng sanh hết rồi. Họ tin quá, họ thực hành, họ vãng sanh hết rồi. Còn lại những người không tin chỉ chiếm một số ít thôi. Đừng vì những người không tin đó mà bản thân mình thối thất tâm bồ đề, rồi bản thân mình cũng đọa lạc theo họ. Giống như Tổ sư Ấn Quang nói một câu rất là hay: vì có rất nhiều là đã kích, có nhiều người nói pháp môn tịnh độ là dành cho bà già con nít, pháp môn tịnh độ là pháp môn mà không thật. Thì Ấn Tổ ngài mới nói rằng cứ tự cho mình là giỏi, cứ tự cho mình là thông minh đi, để một ngày những người cho là bà già con nít đó họ về Tây Phương Cực Lạc rồi, họ thành Bồ Tát rồi, họ lại độ những người tự cho mình thông minh, tự cho mình là giỏi, phỉ báng pháp môn của người khác. Nên đây Nhận Hóa, đó là lời của Tổ sư Ấn Quang. Nhưng mà Nhận Hóa đây cũng nói thật với quý bà con cô bác, vì pháp môn tịnh độ khó tin lắm. Ngày hôm nay mình tin, người khác không tin cũng là chuyện bình thường. Chúng ta phải biết như vậy nha. Ngày hôm nay mình tin, nhưng mà người khác không tin, đó là chuyện bình thường. Nên chúng ta không nên hủy bán người khác không tin pháp môn này, mà chúng ta phải yêu quý họ hơn. Vì người tu pháp môn tịnh độ này là cái tâm họ, tâm từ bi họ rất là lớn, họ rất là vị tha. Nên thành thử ra là những người không tin thôi kệ họ. Mình, tại vì pháp môn trong nhà Phật thì rất là nhiều, có thể họ tu pháp môn đó họ thành tựu, và chúng ta chúc mừng họ. Lỡ họ hủy bán pháp môn mình tu, mình biết pháp môn mình giữ, chúng ta nhưng mà không hủy bán họ. Đặc biệt một điều Nhận Hóa khuyên đại chúng là không hủy bán pháp môn trong nhà Phật. Người khác tu gì mặc kệ họ, riêng bản thân mình tu tịnh độ là mình biết thôi. Giống như chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm, đó là có gì? Văn Thù Phổ Hiền và những vị Bồ Tát ở cõi Hoa Tạng đều nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng nếu mà nói bà già con nít thì tại sao Văn Thù Phổ Hiền cũng nguyện về Tây Phương Cực Lạc? Chẳng lẽ những vị Bồ Tát đó cũng là những bà già con nít sao? Nên thành thử ra là chúng ta thấy là tại vì pháp môn này dễ thực hành, nên Tổ sư quan nhắc rất là nhiều. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, khó độ khắp hồn mê. Cụ giới chúng sanh bỏ pháp môn này, khó tròn lên Phật đạo. Cụ giới chúng sanh nói về những gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula, thâm căn duyên giác Bồ Tát, nếu bỏ pháp môn tịnh độ này, khó tròn lên quả giác.
Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói rằng có nhiều vị Bồ Tát vì không gặp được pháp môn này mà còn thối chuyển nơi đạo Bồ Đề, còn bị thối chuyển. Thối chuyển của Bồ Tát không phải giống như chúng ta đâu. Thối chuyển của chúng ta có thể là chúng ta bỏ tu hoặc là chúng ta giải đãi, nhưng thối chuyển của Bồ Tát là không muốn thành Phật nữa. Nhưng mà riêng phàm phu mình là thối chuyển là bỏ luôn. Nên rất là đáng sợ. Nếu mà chúng ta học, chúng ta phải gì? Phải nghiền ngẫm và chúng ta phải đặt cái nền móng. Bởi vì tại sao mà Ngũ Uyên Đại Sư nói cái tính tâm quan trọng đến như vậy? Vì tính tâm mà mình đã thành tựu rồi thì người ta nói gì thì nói, mình cũng không còn quan tâm nữa. Người ta nói gì thì nói, mình vẫn giữ pháp môn mình. Nên Ngũ Uyên Đại Sư nói muốn vãng sanh được hay không, hoàn toàn nương vào tính nguyện. Còn mà phẩm vị cao hay thấp đều do hằng ngày mình huân tập, mình niệm Phật được công phu như thế nào thôi. Nhưng quan trọng nhất vẫn ở tính nguyện. Và tính nguyện quan trọng, nếu mà thành tựu ở tính rồi thì không ai làm lung lay được mình hết. Mình còn lung lay là đều là do là bản thân mình chưa có tính. Đến ngày hôm nay bản thân mình, người ta nói vài câu là mình bỏ, mình không niệm Phật nữa. Người này không có tính tâm chút nào, không có một chút gì tính tâm hết. Nên người mà có tính tâm rồi thì có dù nói cỡ nào đi chăng nữa, họ không bỏ là không bỏ. Nên Dòng Hoa thấy nếu mà quý bà con cô bác mình ở đây mà nếu mà được cái tính tâm như vậy rồi thì ai ai cũng sẽ được vãng sanh cả. Chỉ có sợ là gì, mình tu ngày hôm nay chứ ngày mai người ta nói vài câu cái mình chạy theo. Mà quý vị nghĩ hồi xưa ông bà còn nói là nhất nghệ tinh, nhất thông minh, một nghề trên chính còn hơn chính nghề. Huống chi ngày hôm nay pháp Phật nhiều, cái gì mình cũng tu hết. Chỉ cái pháp nào mình tu đây, cái gì mình cũng biết sơ sơ chút ít, không cái gì mình chịu chuyên hết. Nên quan trọng nhất là gì, nhà Nho gọi là giáo chi đạo, quý vị chi. Cái điểm cốt yếu của đạo đó là phải chuyên. Chuyên ở đây có nghĩa là chuyên nhất, chuyên thực tập ở một pháp môn. Đối với mình tu tịnh độ, mình niệm Phật ngày hôm nay thì tất nhiên là gì, mình chuyên niệm Phật và mình chuyên nghe những vị pháp sư giảng về pháp môn tịnh độ và pháp môn niệm Phật. Đó là cái mà chúng ta thực tập. Người khác chuyên pháp môn khác, họ thực hành cái khác, còn mình thì chuyên niệm Phật. Nên mình chỉ giữ một thôi. Nên Hòa Thượng Tịnh Không đó là phát Bồ Đề Tâm, nhất tướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là tâm chỉ của người niệm Phật này. Mình ngày hôm nay là thời gian các thầy về đây nó không có được nhiều, chỉ nói đôi lời với đại chúng. Vì chiều ngày hôm nay các thầy lại giảng ở Tâm Quang, ở gần đây, cái trung tâm Quang gần đây, ngay tại gần chỗ thầy Quảng Chiếu gì đó. Nói chung cũng gần gần đó, Phật tử gần gần đạo tràng. Nên thành thử ra là các thầy sẽ qua bên đó, nên không có thời gian nhiều để đạo tràng mình để ngồi hàng huyên nhiều hơn. Nên cũng kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn Đức Pháp Thể Khinh Đan, chúng sanh vị độ, Phật sự viên thành, gia hộ cho quý Phật tử, quý bà con của bác nơi đây luôn được sự gia trì gia hộ của Phật và của chư Đại Bồ Tát, luôn được sống trong ánh hào quang của Phật, gia đình bình an hạnh phúc một đời này, nhất tướng chiêm niệm A Di Đà Phật để cùng nhau chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chú trưởng thành cái lời cảm tạ nha. Từ tâm của chư Tôn Hiền Đức, mặc dù Phật sự đa đoan,
như chư tôn tiền đức, vị chúng sanh diệu độ đã dành thời gian quý giá để ghé đến và thức tánh chúng con trên bước đường tu học, giúp cho chúng con tiến tâm chuyên định, nhất hướng chuyên định không bị thối chuyển. Chúng con không biết lấy gì đền đáp, xin nguyện y giáo phụ hành. Chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân tam bảo, gia bị chư tôn thiền đức, pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Và chúng con cũng mong chư tôn thiền đức từ bi trên bước đường hành hóa, không quay chúng con nếu có thể được thường dành những cái dịp thuận tiện để ghé và nhắc nhở sắp tấn chúng con trên bước đường tu học, vì chúng con là người sơ cơ rất là dễ bị thói tâm bởi những gió nghiệp cuộc đời. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân chư tôn thiền đức. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin chào Phật, xin cung kính chư tôn đức tăng cùng toàn thể đại chúng hãy lên đạo hành hướng. Quý Phật tử ngồi, các cụ ngồi mỏi chân rồi thì từ từ đứng lên cũng được, đứng lên là tay. Từ từ đứng lên đi là tay. Nguyện A Di Đà Công Đức này hướng về Phật Thân Chàng để cô bấm mua thích nhiều hóa. Dạ, thích nhiều hóa là dạ. Như Đồng Phật, ở đây quý Phật tử ở đây mình muốn nghe lại pháp của thầy mới giảng hồi nãy là mình bấm lên kênh YouTube thích nhiều hóa, thích nhiều hóa, hoặc là kênh Facebook của thầy thích nhiều hóa là ra. Như Đà Phật, là mình nghe lại pháp pháp thoại bữa hôm nay á. Dạ, Như Đà Phật. Thank you.